Xin chào các bạn, tuần 90 này chúng ta sẽ học thêm 3 động tác, đó là động tác chân, động tác lưng bụng và động tác toàn thân. Mục tiêu yêu cầu của bài học: nắm rõ tên, thứ tự của các động tác. Thực hiện động tác ở mức tôi nói đúng và chính xác. Thực hiện đúng số lần, nhịp của động tác. Các em cần lưu ý một vài điều để tập luyện ở nhà là: mặc trang phục gọn gàng, chọn vị trí tập luyện rộng rãi, thoáng mát và tập trung lắng nghe bài. Và bây giờ chúng ta khởi động để bắt đầu bài học nha các em. Cổ trước sau trái phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cổ. 1, 2, 3, 4. Xoay ngược lại. 5, 6, 7, 8. Xoay vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đánh tay cao thấp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đánh tay ngang ngực. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cổ tay cổ chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại, đổi chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác vươn thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trước khi vào nội dung bài học, thầy cần các bạn chú ý thêm một vài điều. Thầy sẽ thực hiện các động tác bằng phương pháp soi gương để khi mà các em xem video của em sẽ tập luyện dễ hơn. Các em tập từng động tác thuộc rồi, hãy kết hợp các động tác tiếp theo, và khi thuộc thì các bạn hãy tập động tác dứt khoát lên và đẹp lên. Động tác chân, tư thế chuẩn bị, tư thế nghiêm. Nhịp 1, đá chân trái ra phía trước lên cao, đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay sắp. 1. Nhịp 2, hạ chân trái về phía trước, đồng thời khuỵu đầu gối, chân phải thẳng, hai tay đưa phía trước. 2. Nhịp 3, đạp mạnh chân trái, trở về tư thế nhịp 1, 3. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị, 4. Nhịp 5, 6, 7, 8, như nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng đổi chân. 5, 6, 7, 8. Các bạn quan sát và tập theo thầy nhé. Động tác chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác lưng bụng, tư thế chuẩn bị, tư thế nghiêm.
Nhịp 1, bước chân trái sang ngang rộng hơn vai, đồng thời gập thân, hai tay giơ ngang, bàn tay sắp. 1. Nhịp 2, hai tay với xuống mũi chân, đồng thời vỗ tay. 2. Nhịp 3, trở về tư thế nhịp 1. 3. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. 4. Nhịp 5, 6, 7, 8 như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi chân. 5, 6, 7, 8. Các bạn quan sát và tập theo thầy nhé. Động tác lưng bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác toàn thân, tư thế chuẩn bị, tư thế nghiêm. Nhịp 1, đưa chân trái sang ngang, duỗi chân thẳng, đồng thời hai tay dang ngang, bàn tay sắp. 1. Nhịp 2, hạ chân trái chạm đất, rộng hơn vai, khuỵu đầu gối, đồng thời hai tay chống hông. Nhịp 3, quay người sang trái, trọng tâm dồn nhiều lên chân trái. 3. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. 4. Nhịp 5, 6, 7, 8 giống như nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên. 5, 6, 7, 8. Các bạn quan sát và tập theo thầy nhé. Động tác toàn thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta cùng tập lại các động tác nhé. Động tác quân thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác lưng bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác toàn thân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bài học đến đây đã kết thúc. Thầy mong các em xem lại và thực hiện nhiều lần động tác. Và các động tác, thầy mong các em thực hiện đến 5 và đến 6 lần. Chúc các em tập luyện vui và hiệu quả.